Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Hôm qua thì ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020, em đã bán một chiếc xe Innova 2010 màu đen. Hôm trước em quay lên biển 30X một chủ từ đầu và em đã bán lên Bắc Cạn. Hôm nay em lại nhập về một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2011, xe màu vàng cát cháy. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2011, hơn chiếc hôm qua một đời. Và chiếc xe này thì về chất xe thì Innova bên em khẳng định 100% là chất lượng tốt và đẹp. 100% những chiếc xe bên em mua là không taxi hoặc là tai nạn ngập nước. Về những chiếc xe này bên em đã kiểm tra rất kỹ, và ngoài trời nhiệt độ hôm nay là rơi vào tầm cỡ 38 độ. Em đang đứng giữa trời nắng quay. Tuy là có những lúc mà máy quay nó vào hướng mặt trời thì nó không sáng, anh em thông cảm. Nhưng mà về nó đẹp quá nên em quay luôn cho anh chị em xem. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì nhanh liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây, xe nó khá là đẹp, chạy 10 vạn zin, một chủ từ đầu, sản xuất năm 2011, không taxi, không dịch vụ. Và với những chiếc xe Innova chạy tầm 10 vạn là khá là đẹp và mới đấy. Các cái khe cánh cửa và cabo rất chi là đều. Vâng, toàn bộ các khe cánh cửa và rất chi là đều và mới. Xe sơn zin còn khoảng tầm 95%. Chiếc xe này là Innova bản G. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 365 triệu. Vâng, với giá 365 triệu. Về chất xe thì anh chị em không phải lo về chất xe, mà các bác đến xem xe chỉ bàn về giá thôi. Chứ còn chất xe thì em khẳng định 100% là xe đẹp. Và em làm Innova từ trước rồi, chưa thấy chiếc xe nào mà Innova 2011 nó đẹp như thế này. Đấy, toàn bộ em vừa rồi em quay tổng thể về bên ngoại và bên trong cho anh chị em xem. Vâng, ở đây em quay cho anh chị em xem về một chiếc xe nó đẹp. Về cái vô lăng thì em nhìn nó khá là mới. Nội thất thì cực kỳ đẹp. Đây, một chiếc xe không chạy dịch vụ thì bác nào mua Innova sành thì bác sẽ biết. Nội thất thì khá là đẹp. Ghế rất chi là căng đấy ạ. Nhìn cái ghế là các bác biết được. Và cái vô lăng này, cái vô lăng cực kỳ mới luôn. Đấy, vô lăng Innova mà như thế này là nó quá là mới luôn. Toàn bộ táp ly bàn thờ này. Đấy, một chiếc xe nó không chạy dịch vụ nên là nó rất chi là mới và đẹp. Hầu như nguyên bản từ nhựa, thứ nó rất chi là sáng. Đấy, trần cực kỳ sạch đẹp đấy ạ. Trần được bác chủ trước bọc ni lông nên là bác chủ trước rất chi là cẩn thận. Và toàn bộ cái tay mở cửa đây, cái tay mở cửa em quay cho anh chị em xem. Cái tay mở cửa này nó được làm vân gỗ rất chi là sang trọng. Và cái tapi này nó nguyên lý rất chi là mới, toàn bộ nhựa đều và đẹp. Đặc biệt là các phần chỉ cánh cửa là zin hết toàn bộ. Và ốc cánh cửa 100% là nguyên zin. Bên em là kiểm tra các ốc ở bên cánh cửa, bốn cánh cửa vật cabo. Kính là kính sản xuất năm 2011, đúng theo năm sản xuất của chiếc xe. Vâng, về cái phần nội thất ghế phía sau thì khá là mới, quá là mới luôn. Nội thất phía sau rất chi là mới, không hề bị chảy rách. Da rất chi là dày dặn. Và toàn bộ nội thất bên trong là cực kỳ đẹp. Đấy, về cái cánh cửa bên sau của bên phụ này thì bên lái thì hoàn toàn là zin 100%, không có khoan đục, taxi không có khoan đục. Đấy, không gắn chip hoặc là gắn đồng hồ nên là nó rất chi là mới. Tay mở cửa cực kỳ đẹp và keo chỉ zin 100%. Chỉ cánh cửa 100% là chỉ zin.
Cái phần cốp sau là hai cặp đèn là đèn zin, sáng rất đều và trong. Đấy, hai cặp đèn zin theo xe. Toàn bộ cốp, cánh cửa và đinh dọc đằng sau là nguyên zin nên là không có dấu hiệu của bị đâm va phía sau. Và cái ốc cốp phía sau là nguyên zin hết toàn bộ. Đấy, ốc phía sau là nguyên zin, chỉ là nguyên zin hết toàn bộ. Một chiếc xe 8 chỗ Innova. Ghế đằng sau cũng thế, rất là mới và dày. Khoang hành lý rộng rãi và đặc biệt là cái nhựa này, nếu mà các bác mà chở dịch vụ nhiều thì nó sẽ bị chảy xước. Và chiếc xe này thì nó khá là mới. Hai bên thành cũng thế, đây, hai bên thành cái gần này rất là mới. Nên là chứng tỏ là không phải là xe dịch vụ chạy taxi hoặc là chạy dịch vụ. Nó chở hàng hoặc là chở sử dụng nhiều nên nó bị chảy xước, nhưng mà chiếc xe này nó mới cứng từ đầu, nguyên zin. Ở đây em quay về cái cánh cửa phía sau bên phụ cho anh chị em xem. Quý vị các bạn xem cái chiếc cánh cửa phía sau này, nó khá là mới. Đấy, đóng cửa rất là chắc chắn. Đấy, toàn bộ chỉ là 100% chỉ zin. Đấy, toàn bộ ốc cánh cửa là chưa bị tháo lắp, không có dấu hiệu của sự tháo lắp. Và toàn bộ ghế rất là đẹp. Ốc khóa 100% nguyên bản, chưa tháo lắp. Từ cái bậc lên xuống, các bác nhìn cái bậc lên xuống này, sơn zin còn zin. Và nếu như sử dụng chạy dịch vụ là hầu như là lên sử dụng chở người nhiều và nó không còn dấu hiệu đẹp như thế này. Toàn bộ xe đóng cửa rất là chắc chắn, nó phập phát là vào cửa form rất là đẹp. Đấy, chỉ 100% chỉ cabo zin. Tay mở cửa, tóc ly cực kỳ mới. Vâng, với giá tiền 365 triệu, anh chị em sở hữu ngay được một chiếc Innova 8 chỗ đời 2011, khá là đẹp. Và đây, cái bóng khí còn nguyên, không hề có dấu hiệu của dán đồng hồ tính tiền của taxi và không có dấu hiệu khoan đục. Đây, tất cả không có dấu hiệu khoan đục. Đấy, tóc ly không có dấu hiệu khoan đục, xe rất là mới. Đây, em quay nhìn cái vô lăng là đẹp quá. Đây là cái củ số cực kỳ đẹp. Vâng, toàn bộ rất là mới và đều và đẹp đây. Vô lăng cực kỳ đẹp. Vâng, với một chiếc xe Toyota Innova biển Hà Nội, em quay về cái phần đầu xe. Về đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 4 năm 2021 nhá. Anh chị em cứ yên tâm. Phí đường bộ là và phí đăng kiểm là sẵn chạy thôi. Toàn bộ cái máy là nguyên zin. Máy khá là đẹp đấy ạ. Máy ốc là nguyên zin hết toàn bộ. Đấy. Máy nguyên zin. Ốc hai bên tai là nguyên zin hết và phanh ABS xịn của xe, không phải là hàng cấy lên hoặc là nâng lên gì từ Innova Z nâng lên. Và toàn bộ phần đèn, cụm đèn là đèn zin 100% sáng. Mặt ca lăng cực kỳ đẹp. Đấy. Đây, sơn nhà máy đánh dấu về cái chiếc xe này là nó còn 7 màu và rất là mới. Toàn bộ ốc là nguyên zin. Cái cổ xả rất là mới đấy ạ. Cổ hút, cổ xả đây. Cổ xả đây rất là sáng bóng và sạch. Đấy, không có dấu hiệu bị tháo lắp, máy nguyên zin. Số cũng vậy. Bên em là xem và kiểm tra cam kết. Toàn bộ tôn vỏ rất là bóng. Đấy. Vâng, lốp giờ khá là mới và đẹp nhé. Cái lốp này thì các bác đi khoảng tầm thêm 4-5 vạn ở hàng thay. Và toàn bộ cái tiếng máy động cơ nổ rất là êm. Máy đứng không hề rung lắc. Tiếng máy kêu không có tiếng vỏ. Đấy, rất là êm và đều và đẹp. Chuẩn xe không taxi, không dịch vụ. Vâng, vừa rồi em vừa giới thiệu đến toàn thể quý vị và anh chị một chiếc xe bên em vừa mới lấy về. Đó là chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2011. Xe khá là mới và đẹp. Em vừa mới lấy về. Chiếc xe bên em đang bán với giá 365 triệu. Vâng, 365 triệu anh chị em sở hữu ngay được một chiếc xe 8 chỗ để phục vụ gia đình. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông,
Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.